Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Quốc hội khóa 15 tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 8 để xem xét quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Sôi động và đặc sắc chương trình nghệ thuật Hồng Bàng Bừng Sáng chào mừng các ngày lễ lớn và khởi động hoạt động đi bộ phát triển kinh tế đêm tại tuyến phố Quang Trung. Đẩy mạnh tái cơ cấu trong lĩnh vực thủy sản, nâng cao hiệu quả kinh tế, đóng góp nhiều hơn vào giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay dưới sự ủy quyền của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa 15 tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 8 trong một ngày để xem xét quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Trước khi khai mạc kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội đã làm lễ tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên Cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, người đại biểu Quốc hội cống hiến trọn đời cho Tổ quốc, cho nhân dân. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội, nội quy kỳ họp Quốc hội và ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội khóa 15 tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 8 để xem xét quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Kỳ họp diễn ra trong một ngày, tiến hành thảo luận cho ý kiến về việc miễn nhiệm chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, miễn nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để nhận nhiệm vụ công tác khác, phê chuẩn miễn nhiệm một Phó Thủ tướng Chính phủ và một Bộ trưởng Bộ Tư pháp để nhận nhiệm vụ công tác khác, phê chuẩn miễn nhiệm một Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường nghỉ công tác, bãi nhiệm một đại biểu Quốc hội khóa 15. Quốc hội thảo luận cho ý kiến về việc bổ sung một Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, phê chuẩn bổ nhiệm ba Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, bầu chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng để việc quyết định công tác nhân sự đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, đạt sự đồng thuận, thống nhất cao. Chiều nay, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua các nghị quyết phê chuẩn, đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, với 432 trên 432 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 89,81% tổng số đại biểu Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Hồ Đức Phước, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Với 426 trên 426 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 88,57% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tối qua tại quảng trường Nhà hát thành phố, Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Hội âm nhạc Hải Phòng và Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật Hồng Bàng bừng sáng chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 10 năm ngày âm nhạc Việt Nam mùng 3 tháng 9 và khởi động hoạt động đi bộ phát triển kinh tế đêm tại tuyến phố Quang Trung. Tới dự có các đồng chí Lê Ngọc Chữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng; Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
Chương trình nghệ thuật Hồng Bàng Bừng Sáng là một trong nhiều nội dung khởi động các hoạt động đi bộ và phát triển kinh tế đêm tại tuyến đường Quang Trung. Người dân được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, ca ngợi quê hương đất nước, thành phố Hải Phòng trung dũng quyết thắng và quận Hồng Bàng, địa phương hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng trong thời kỳ kháng chiến và thời kỳ đổi mới. Tôi thấy cái chương trình này rất là hay, rất là bổ ích. Cái Hải Phòng hồi này là đời sống văn hóa, đời sống vật chất, đời sống tinh thần đều phát triển hơn trước rất nhiều. Tôi cảm thấy rất là xúc động và cảm thấy cũng rất là phấn khởi khi mà ngày càng có nhiều những cái chương trình ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi đất nước nhân dịp những cái ngày lễ lớn. Cái phố đi bộ của Quang Trung được khai trương thì lại càng nhấn thêm là cái cảnh quan đô thị để phục vụ người dân, có những các tầng lớp, có những không gian để mà sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, giải trí. Quận Hồng Bàng là một trong những địa phương đầu tiên của thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ hưởng ứng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 10 năm ngày âm nhạc Việt Nam mùng 3 tháng 9, tạo không khí phấn khởi vui tươi, thu hút người dân và du khách đến với giải trung tâm thành phố. Trong những ngày mà sát ngày cận gần 2 tháng 9 hoặc là những cái dịp đặc biệt á, thì tôi thấy tất cả nó đang hết sức là rạo rực và không khí nó trở nên là nó sôi động hơn. Đây là khu phố đi bộ. Lần đầu tiên tôi được đến đây và tôi thấy là so với Sài Gòn đi, tôi đã ở Sài Gòn rồi và tôi thấy con người ở đây thì rất là thân thiện. Trong những năm gần đây, kinh tế đêm đang ngày càng được chú trọng khai thác, là động lực tăng trưởng phát triển kinh tế địa phương, góp phần làm nên sức sống của đô thị hiện đại, thúc đẩy du lịch phát triển, là địa điểm hấp dẫn thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia trải nghiệm. Chiều nay, Quận ủy Kiến An tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2024 cho các đảng viên trực thuộc Đảng bộ quận. Tới dự có đồng chí Lê Chí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Đợt này, Đảng bộ quận Kiến An có 189 đảng viên được tặng huy hiệu Đảng. Trong số 36 đảng viên được trao tặng tại quận, có một đảng viên nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và 17 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng nhằm ghi nhận những công lao, cống hiến và động viên các đảng viên tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Cũng trong chiều nay, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Thành ủy dự lễ khánh thành nhà đại đoàn kết cho ba gia đình là bà Nguyễn Thị Hiền, tổ dân phố Đồng Tử 3, phường Phú Liễn, bà Phạm Thị Nhị, tổ dân phố Khai Lâm 6, phường Nam Sơn và ông Ngô Đức Chiêu, tổ dân phố Hoàng Thiết Tâm, phường Bắc Sơn là những hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở. Tại lễ bàn giao nhà, quận trao tặng kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng cho mỗi gia đình cùng nhiều phần quà khác. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện được tình cảm, sự sẻ chia, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội, góp phần động viên, khích lệ để các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân huyện An Lão tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Đến dự hội nghị có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Năm học 2023-2024, dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất trường học, thiếu giáo viên, nhưng bằng nhiều giải pháp linh hoạt hiệu quả, ngành giáo dục huyện An Lão đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra. Tỷ lệ học sinh hoàn thành nhiệm vụ khối tiểu học đạt hơn 99%, kết quả học tập khối trung học cơ sở đạt loại giỏi tăng hơn 2,8% so với năm học trước. Số học sinh được công nhận tốt nghiệp đạt sấp xỉ 100%. Huyện có 85 giáo viên trung học cơ sở, 108 giáo viên tiểu học được công nhận là giáo viên dạy giỏi, 198 học sinh trung học phổ thông, 73 học sinh trung học cơ sở đạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố. Năm học này, ngành giáo dục huyện tiếp tục chuẩn hóa nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các tiêu cực trong trường học, đẩy mạnh xã hội hóa để có nguồn đầu tư đảm bảo cơ sở vật chất cho việc dạy và học. Nhân dịp này, ba giáo viên của ngành giáo dục An Lão vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 được biểu dương khen thưởng. Vào chiều nay, đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp xã giao chỉ huy tàu hải quân Indonesia do chuẩn đô đốc Supatri, giám đốc Học viện Hải quân Indonesia làm trưởng đoàn.
Tại buổi tiếp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chào mừng chỉ huy cùng đoàn sĩ quan thủy thủ tàu Hải quân Indonesia, học viên Học viện Hải quân Indonesia đến Hải Phòng trong bối cảnh Việt Nam và Indonesia tăng cường quan hệ đối tác chiến lược lên tầm cao mới. Thông tin tới đoàn về các tiềm năng lợi thế của thành phố như hội tụ 5 loại hình giao thông và những thuận lợi khi là cửa ngõ ra biển với cảng nước sâu được quy hoạch là một trong hai cảng cấp đặc biệt của Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, trong tổng số 954 dự án FDI với tổng số vốn đầu tư gần 31 tỷ đô la Mỹ đang hiện diện tại thành phố, có một doanh nghiệp Indonesia được cấp giấy phép đầu tư năm 2013 với tổng vốn đầu tư 11 triệu đô la Mỹ. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cảng Hải Phòng đến thị trường Indonesia năm 2023 xuất khẩu 30 triệu đô la Mỹ, nhập khẩu 45 triệu đô la Mỹ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tin tưởng rằng chuyến thăm của tàu Hải quân Indonesia tới Việt Nam lần này sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Indonesia nói chung và quan hệ hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước nói riêng. Chuẩn Đô đốc Supati, Giám đốc Học viện Hải quân Indonesia cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của lãnh đạo thành phố và các đơn vị liên quan dành cho đoàn sĩ quan thủy thủ tàu. Đồng thời, hy vọng các hoạt động của đoàn lần này sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp, góp phần xây dựng một cộng đồng hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực Đông Nam Á. Trong phần tiếp theo của chương trình, đẩy mạnh tái cơ cấu trong lĩnh vực thủy sản, nâng cao hiệu quả kinh tế, đóng góp nhiều hơn vào giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp. Tăng cường quản lý quỹ đất công ích, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu ngân sách, bảo đảm công bằng xã hội. Thưa quý vị, theo mục tiêu được đặt ra trong Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thì đến năm 2025, Hải Phòng là trung tâm nghề cá, dịch vụ hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn ở khu vực phía Bắc. Để thực hiện mục tiêu nghị quyết đề ra, lĩnh vực thủy sản đang đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu để nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế, đóng góp nhiều hơn vào giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp. Theo kế hoạch, đến năm 2025, giá trị thủy sản sẽ đạt hơn 5.800 tỷ đồng, chiếm hơn 36% giá trị sản xuất nông lâm thủy sản thành phố. Theo đề án tái cơ cấu lại lĩnh vực thủy sản, mục tiêu đến năm 2025, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt tối thiểu 8,7 ngàn ha. Trong đó, diện tích nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh, công nghiệp và ứng dụng công nghệ cao khoảng 4.000 ha. Sản lượng nuôi trồng và khai thác đạt 200.000 tấn. Để thực hiện mục tiêu này, ngành nông nghiệp đã triển khai nhân rộng mô hình nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Việt Gáp, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất để nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị kinh tế. Tôi là thực tế là chăn nuôi, cái diện tích bây giờ là tầm 5 hecta. Vậy là trước đây thì cái nuôi nó 1 hecta nó chỉ rơi khoảng tầm 15-20 tấn thôi. Mấy năm gọi là về trước đấy, nhưng bây giờ ta nuôi theo kiểu công nghiệp đấy. Thì nó lên 1 hecta từ 40 tấn đến 50 tấn 1 hecta. Bên cạnh đó, quy hoạch sắp xếp lại vị trí khu vực nuôi nhuyễn thể bãi triều trên địa bàn huyện Tiên Lãng, cắt giảm lồng bè, dàn bè nuôi thủy sản trên vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản trên biển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Trong hoạt động khai thác thủy sản, tăng cường ứng dụng các trang thiết bị hiện đại, tiến tới cơ giới hóa, hiện đại hóa các khâu trong khai thác, tập trung chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. Cái tái cơ cấu trong lĩnh vực thủy sản thì cái thời gian qua thì chi cục cũng đã tham mưu cho sở để báo cáo thành phố xây dựng cái đề án nuôi trồng thủy sản lồng bè, là sắp xếp cái hoạt động nuôi trồng thủy sản biển ven bờ để đi vào quy củ bền vững, điều tra đánh giá nguồn lợi để tham mưu ủy ban thành phố ban hành cái quyết định về phân bổ cái hạn ngạch giấy phép khai thác, tham mưu cho ủy ban đang chuẩn bị trình hội đồng nhân dân thành phố về cái nghị quyết cơ chế chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề trong khai thác trên địa bàn thành phố. Để tái cơ cấu lĩnh vực thủy sản đạt các mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tập trung nuôi trồng các đối tượng chủ lực, đa dạng hóa phương pháp nuôi để khai thác cơ hội thị trường, khuyến khích nuôi công nghiệp, áp dụng công nghệ cao, phát triển các vùng nuôi thủy sản tập trung theo hướng thâm canh, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng trung tâm nghề cá lớn Hải Phòng. Đối với thủy sản thì cũng cơ cấu lại kể cả là cái vùng đánh bắt xa bờ,
thì thêm vào tăng cường cái ứng dụng các cái công cụ là đánh bắt hiện đại để vừa làm sao bảo đảm được cái nguồn lợi thủy sản được phát triển bền vững và lâu dài, thế nhưng mà cũng cho năng suất chất lượng cao, tăng cường các cái đề án là bảo quản và chế biến thủy hải sản ngay trên tàu hoặc là ngay khi sản xuất để đảm bảo chất lượng, thế và tăng cường cái chế biến và phát triển thị trường, thì đây cũng là một trong những cái hướng cơ cấu lại ngành. Hiện nay, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn thành phố khoảng hơn 11.000 ha, trong đó diện tích nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh, công nghiệp và ứng dụng công nghệ cao đã đạt gần 3.000 ha và sản lượng nuôi trồng và khai thác đã đạt 200.000 tấn. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản nằm trong quy hoạch phải thu hồi đất nên khả năng thời gian tới diện tích nuôi trồng thủy sản sẽ bị thu hẹp. Vì vậy, việc tái cơ cấu lĩnh vực thủy sản là hết sức cần thiết để nâng cao hiệu quả, giá trị. Phấn đấu năm 2024 đạt giá trị hơn 5.700 tỷ đồng và năm 2025 đạt hơn 5.800 tỷ đồng, chiếm hơn 36% giá trị sản xuất nông lâm thủy sản thành phố. Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại khu vực quận Dương Kinh và huyện Kiến Thụy được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 11 năm 2022. Chủ đầu tư là công ty cổ phần Vinhomes. Thời điểm này các địa phương đã hoàn tất việc kiểm kê, xác định nguồn gốc đất. Tuy nhiên, sự chênh lệch về mức giá đền bù giữa hai quận huyện đang làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án. Thưa quý vị, đây là khu vực giáp danh giữa quận Dương Kinh và huyện Kiến Thụy. Khu vực này nằm trong dự án khu đô thị Dương Kinh Kiến Thụy, rộng hơn 240 ha, trong đó diện tích đất thuộc quận Dương Kinh là khoảng 107 ha, diện tích đất thuộc huyện Kiến Thụy là 133 ha liên quan đến các hộ dân và các tổ chức. Cho đến thời điểm này, các địa phương đang thực hiện công tác kiểm kê, xác định nguồn gốc đất cũng như lên phương án đền bù giải phóng mặt bằng. Một điều đặc biệt, khi dự án còn bố trí quỹ đất tái định cư cho những hộ dân thuộc diện thu hồi đất đủ điều kiện được ở ngay trong khu đô thị với đầy đủ tiện ích khi khu đô thị đi vào hoạt động. Dự án khu đô thị Dương Kinh Kiến Thụy có tổng thời gian xây dựng dự kiến trong vòng 6 năm tính từ ngày được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án trên 55.800 tỷ đồng, diện tích hơn 240 ha nằm trên địa bàn phường Hoàng Nghĩa, quận Dương Kinh và các xã Đông Phương, Đại Đồng, huyện Kiến Thụy. Tại quận Dương Kinh, công tác kiểm kê xác định nguồn gốc đất được địa phương hoàn tất. Đối với lại cái dự án phát triển khu đô thị mới Dương Kinh Kiến Thụy thì địa phương đã phối hợp với lại các phòng ban cơ quan chuyên môn của quận thực hiện xong cái bước quy chủ xác định nguồn gốc đất đai và hoàn thiện cái phương án đền bù. Phương án đền bù đã được công bố đến tay người dân và cũng đã triển khai đồng loạt các cái quyết định thu hồi đất. Tại huyện Kiến Thụy với diện tích dự án là hơn 133 ha liên quan đến 983 hộ dân và hai tổ chức. Việc kiểm kê xác định nguồn gốc đất đai phục vụ dự án đã hoàn tất, song tiến độ dự án đang bị ảnh hưởng bởi kiến nghị của người dân liên quan đến chênh lệch mức bồi thường, giải phóng mặt bằng giá đất nông nghiệp giữa huyện Kiến Thụy và quận Dương Kinh. Trên địa bàn quận Dương Kinh thì là cái giá để tính bồi thường hỗ trợ là 780.000 đồng trên mét vuông. Từ thực tế nhìn nhận thì nó có sự chênh lệch. Và chênh lệch ở đây thì Kiến Thụy so với Dương Kinh có sự chênh lệch là 326.400 đồng trên mét vuông, tương ứng với lại 117 triệu trên một sào. Từ thực tế này thì trước đó thì Ủy ban huyện cũng đã có báo cáo với Ủy ban thành phố và Ủy ban thành phố cũng đã bám sát vào các quy định của pháp luật để xem xét kiến nghị của huyện Kiến Thụy. Tuy nhiên thì căn cứ vào pháp luật đất đai thì thành phố không có cơ sở để xem xét cái nội dung kiến nghị. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy đã tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Rất nhiều những kiến nghị của người dân được chính quyền giải đáp thỏa đáng. Đặc biệt, đây là dự án đầu tiên công ty cổ phần Vinhomes bố trí đất tái định cư cho người dân thuộc diện bị thu hồi đất với diện tích trên 4.000 m2. Vị trí tái định cư cũng được đánh giá đắc địa khi nằm trong lõi của dự án, được thụ hưởng đầy đủ mọi tiện ích gồm các công trình công cộng, các công trình thương mại dịch vụ, trường học, y tế, văn minh, hiện đại và đồng bộ. Tiếp sau đây sẽ là một số tin vắn đáng chú ý.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, ngoài 4 đôi tàu chạy thường xuyên, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội tổ chức chạy tăng cường thêm 7 chuyến tàu khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng. Từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 3 tháng 9, khi mua vé khứ hồi, hành khách sẽ được giảm 5% giá vé lượt về cho cá nhân và giảm 7% giá vé lượt về cho đoàn tập thể từ 20 người trở lên. Hành khách có thể mua vé tàu hỏa trực tiếp tại các nhà ga, đại lý của ngành đường sắt hoặc mua tại website duongsatvn.vn, vé tàu online.vn, vé tàu.com.vn và các ứng dụng online. Sở Du lịch Hải Phòng đề nghị UBND các quận huyện trên địa bàn thành phố phối hợp triển khai một số nội dung nhằm đảm bảo an ninh an toàn cho du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh như tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi ký kết các hợp đồng dịch vụ, chương trình tham quan du lịch, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch, nơi diễn ra các hoạt động có đông khách tham quan, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của khách du lịch. Tính từ ngày 1 tháng 5 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã gửi biên bản thông báo vi phạm và xử lý gần 2.447 trường hợp, phạt tiền theo lỗi và tước 2.444 giấy phép lái xe, đồng thời chuyển xử lý tại công an các đơn vị quận huyện 307 trường hợp. Xuất phát từ thực tế sử dụng hệ thống phạt nguội giúp lái xe nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tập trung chú ý quan sát khi điều khiển phương tiện, phòng tránh ùn tắc và giảm thiểu tai nạn giao thông, thành phố dự kiến triển khai thêm hệ thống camera phạt nguội tại 30 nút giao thông và máy tự động đo tốc độ tại 3 tuyến đường. Được hình thành từ những năm 1993, đất công ích hay còn gọi đất 5% là quỹ đất nông nghiệp nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội, phục vụ lợi ích của từng địa phương. Do đó, việc quản lý quỹ đất công ích đóng vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu ngân sách, bảo đảm công bằng xã hội. Đây là khu đất nông nghiệp của phường Tràng Cát, quận Hải An, được quy hoạch để triển khai dự án công viên cây xanh. Vì một phần diện tích có nguồn gốc là đất công ích, nên công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều thuận lợi. Theo thống kê, phường Tràng Cát hiện có hơn 26 hectare đất công ích, trong đó trên 1/2 quỹ đất đã được sử dụng cho các dự án và một số công trình công cộng khác. Đất công ích mà nằm trong các khu dân cư thì cũng được quản lý chặt chẽ đến từng thửa. Và hàng năm thì ủy ban phường trên cơ sở các chức năng quyền hạn của phường thì cho các hộ gia đình được ký hợp đồng thuê để mà sử dụng trồng trọt, canh tác rồi thì các loại hoa rau và cây quả hàng năm thì cũng đem lại cái nguồn thu cho địa phương cũng khá là ổn định. Còn tại phường Nam Hải, một số diện tích đất công ích hiện đã được địa phương ký hợp đồng cho hộ dân thuê vào mục đích nuôi trồng thủy sản với thời hạn 1 năm theo quy định. Tuy nhiên, nhiều diện tích nằm rải rác sâu trong ngõ nên công tác kiểm tra, giám sát phải tiến hành thường xuyên. Chúng tôi chỉ đạo đối với cán bộ công chức địa chính xây dựng của phường ấy, thì phải kiểm tra thường xuyên. Khi phát sinh những cái trường hợp mà họ xây dựng các cái chòi để với lý do họ mục đích phục vụ cho việc trông coi sản vật, khi họ sản xuất ra chúng tôi yêu cầu tháo dỡ. Theo quy định thì việc quản lý quỹ đất công ích thuộc trách nhiệm của ủy ban dân cấp xã. Thời gian qua, bên cạnh việc quản lý sử dụng đất công ích bảo đảm quy định thì tại nhiều nơi đất công ích phân bố không đồng đều, không liền vùng, liền thửa, thậm chí còn bị người dân tự ý chuyển đổi mục đích, đặt ra nhiều vấn đề cho công tác quản lý đất đai tại địa phương. Chúng tôi cũng tiếp tục là có cái kiểm tra, thế rồi là hướng dẫn, thế và trong cái quá trình mà tổ chức thực hiện của địa phương mà có khó khăn vướng mắc thì chúng tôi cũng sẽ tổng hợp để báo cáo các cấp các ngành để sử dụng quỹ đất có hiệu quả, đảm bảo cái công tác quản lý nhà nước tại địa phương. Và cái thứ ba nữa là để hạn chế các cái vi phạm nếu có của người sử dụng đất. Để quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ đất công ích 5%, bên cạnh việc số hóa cơ sở dữ liệu đất đai, lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm trong sử dụng đất công ích. Thực hiện chương trình ủy thác đưa nguồn vốn của chính phủ đến với hội viên phụ nữ nghèo và cận nghèo, thời gian qua các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã làm tốt vai trò là cầu nối quan trọng giúp cho nhiều hội viên phụ nữ nghèo và cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư phát triển kinh tế, cải thiện điều kiện sinh hoạt cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống.
Tổng dư nợ vốn vay tính đến thời điểm này do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố quản lý là hơn 2.341 tỷ đồng, chiếm 45% tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội với 1.142 tổ tiết kiệm và vay vốn, trung bình mỗi tổ quản lý 2 tỷ đồng. Vốn vay được tiếp cận của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giúp gia đình bà Dương Thị Mát ở xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo bổ sung đầu tư cho mô hình nuôi cá của gia đình. Gia đình tôi là được vay 70 triệu. Đây là gia đình toàn nuôi cá chấm thôi và chỉ có 1-2 lồng cá lăng nhỏ. Nhưng mà thu nhập vốn đầu tư chi phí rồi thì chỉ tầm 50 triệu trở xuống thôi. Để hội viên phụ nữ nắm bắt về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội các quận huyện tuyên truyền phổ biến đến cán bộ hội viên tạo điều kiện cho chị em được vay vốn. Hoạt động ủy thác thì các cấp hội phụ nữ thành phố làm cũng khá tốt. Đó là từ việc đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền đến cái việc mà khảo sát, thẩm định, rồi bình xét, rồi kiểm tra, giám sát. Đều hội các cấp hội phụ nữ thì cũng đều cũng rất là sâu sát. Do đó thì các cái nguồn vốn thì ưu đãi cũng đã được truyền tải một cách rất là nhanh chóng, kịp thời đến các cái đối tượng được thụ hưởng. Trong các tổ chức chính trị nhận ủy thác thì một trong cái tổ chức mà có cái dư nợ hiện nay cao nhất đó là Hội Liên hiệp Phụ nữ của thành phố. Thì với dư nợ hiện nay là trên 2.300 tỷ và chiếm trên 45% cái tổng dư nợ ủy thác. Quy mô dư nợ thì lớn nhưng chất lượng tín dụng thông qua hội phụ nữ thì rất là tốt. Hiện nay nợ xấu thì có 0,07% và là tốt nhất trong các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác. Thông qua hoạt động vay vốn, nhiều hội viên phụ nữ nghèo thêm gắn bó với tổ chức hội, nâng cao ý thức trách nhiệm, biết quản lý sử dụng vốn vay đúng mục đích, mạnh dạn trong cách nghĩ, cách làm. Việc sử dụng và quản lý tốt nguồn vốn vay của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương, có tác động mạnh mẽ, thiết thực vào công tác giảm nghèo, tạo việc làm cho chị em phụ nữ và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị, những ngày này tại quận Kiến An, nhiều chương trình hoạt động diễn ra hưởng ứng chào mừng 30 năm ngày thành lập quận. Và tối qua tại quận đã diễn ra chương trình nghệ thuật đường phố, thu hút hàng nghìn người tham gia với nhiều cung bậc cảm xúc. Sôi động, náo nhiệt, tưng bừng là không khí của chương trình nghệ thuật đường phố diễn ra tại quận Kiến An. Chương trình có sự tham gia của 12 đoàn nghệ thuật, câu lạc bộ văn hóa, thể thao đến từ trung ương, thành phố và quận, diễu hành qua các tuyến đường Trần Thành Ngọ, Cao Toàn, Phan Đăng Lưu quay trở lại nhà thi đấu. Với sự đầu tư công phu, biểu diễn chuyên nghiệp, tất cả đã để lại trong lòng công chúng một bữa tiệc nghệ thuật mãn nhãn, nhiều cảm xúc và rực rỡ sắc màu. Mấy ngày nay là quận tổ chức rất là rầm rộ, mà nói chung nhân dân cũng đón chào rất là phấn khởi. Chương trình hôm nay thì thực sự mang lại cảm xúc rất là hồi hộp, trong không khí vui tươi và chúng tôi cảm nhận đấy sự hào hứng của người dân. Hòa cùng không khí tưng bừng của hoạt động Carnival, tại chương trình còn diễn ra các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đường phố đặc sắc như nhảy hiện đại, nghệ thuật thư pháp Hán Nôm, nặn tò he, mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm đặc biệt và đậm chất văn hóa. Chương trình góp thêm một gam màu sống động, tươi mới, rực rỡ âm thanh ánh sáng, làm cho không khí của quận Kiến An ngày càng tươi vui, sôi động khi mà ngày kỷ niệm 30 năm thành lập quận đang đến gần. Những thông tin dự báo thời tiết ngay sau đây sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình thời sự sau. Dự báo thời tiết thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai. Khu vực trung tâm thành phố, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C, độ ẩm từ 80 đến 85%. Phía bắc thành phố, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C, độ ẩm từ 80 đến 85%. Phía nam thành phố, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C, độ ẩm từ 80 đến 85%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, nhiều mây, gần sáng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ C, độ ẩm từ 85 đến 90%.
Huyện đảo Bạch Long Vĩ, nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ C, độ ẩm từ 85 đến 90%. Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3, cấp 4. Thông báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tuyển cộng tác viên làm công tác biên tập dẫn chương trình, cụ thể như sau. Tuyển cộng tác viên làm công tác biên tập dẫn chương trình, số lượng từ 3 đến 5 người. Công việc, biên tập viên đọc và dẫn các chương trình bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài, tiếng Anh, Hàn, Nhật. Tiêu chuẩn, điều kiện là công dân Việt Nam tuổi từ 18 đến 25, giới tính, nam, ngoại hình ưa nhìn, chiều cao từ 1m65 trở lên, phát âm chuẩn, có khả năng viết và dẫn chương trình. Tốt nghiệp đại học hoặc đang học đại học, ưu tiên ngành học báo chí và các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Hồ sơ dự tuyển gồm có đơn xin dự tuyển, sơ yếu lý lịch, dán ảnh 46 có xác nhận của chính quyền địa phương, bản sao có chứng thực, bằng tốt nghiệp đại học, các bằng cấp và chứng chỉ khác nếu có, căn cước công dân. Lệ phí xét tuyển 200.000 đồng một người. Nơi nhận hồ sơ, phòng tổ chức hành chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, số 2 Nguyễn Bình, phường Kinh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Điện thoại 0912 453 118. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2024. Hồ sơ dự tuyển không trả lại. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng sẽ trực tiếp liên hệ với những thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển. Trong thời gian làm cộng tác viên và phóng viên, nếu đáp ứng tốt với công việc, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng sẽ ký hợp đồng tuyển dụng chính thức.